Kênh Nói Tiêu Dùng xin chào quý anh chị. Xin giới thiệu mẫu thân nhôm cao cấp Hakawa được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, siêu đẹp, siêu bền, siêu chắc. Đầu tiên, hãy mở khóa an toàn. Bậc thang được kéo lên nhẹ nhàng, êm ái. Thiết kế thông minh với chốt khóa an toàn được bao bọc bởi nhựa ABS siêu bền bỉ. Chân thang được làm bằng chất liệu cao su độ bám cao, chống chân trượt tốt, chống chảy xước cho bề mặt sàn. Bậc thang được làm với những đường gân tạo độ bám, chống chân trượt khi sử dụng. Rút gọn thang bằng chốt khóa hai bên, đơn giản, tiện dụng. Thang nhôm chữ A được thiết kế với nẹp sắt hai bên, giúp hai đầu thang luôn vững chắc khi duỗi thẳng. Thang dễ dàng gấp dạng chữ A, chữ L hoặc duỗi thẳng dạng chữ Y, phù hợp với nhiều mục đích, không gian sử dụng. Chân thang chữ A được thiết kế thanh nhôm nằm ngang ở phía dưới, chống lắc, chống ngã khi làm việc ở trên cao. Với tải trọng lên tới 300kg, rất chắc chắn và an toàn tuyệt đối. Thang nhôm Hakawa được nhập khẩu 100% nguyên chiếc, được làm bằng chất liệu nhôm cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn EU, tiêu chuẩn SCG, siêu cứng, siêu nhẹ, siêu bền, chống rỉ. Thang nhôm Hakawa rất phù hợp cho các gia đình, văn phòng, đặc biệt là các căn hộ chung cư hay cần phải lắp đặt, sửa chữa các thiết bị trong gia đình ở trên cao. Khi mua thang nhôm Hakawa ở Kênh Nói Tiêu Dùng, bạn được bảo hành chính hãng 2 năm, giao hàng trên toàn quốc và giao hàng nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Nào, còn chần chờ gì nữa, hãy đặt hàng qua hotline hoặc fanpage Kênh Nói Tiêu Dùng nhé.